Rất tuyệt vời. 12 giây nữa, 12 giây cuối cùng. Ok, và bên phía Ojinki lấy cho mình đó là tốc tiến và thiêu đốt. Trong khi đó Lucien cũng như vậy, sẽ làm cặp đối đầu giữa Shinra công lý và Lucien tiền đạo. Đây hứa hẹn sao trận đấu cực kỳ hay đây. Shinra là vị tướng bớt đam khi đặt đủ bi và chiêu cuối khá mạnh, sát thương rất lớn. Trong khi đó Lucien là vị tướng mà cầu máu bớt đam từ giai đoạn 1, level 1 đến level 5 là kinh khủng hơn rất nhiều. Và thêm cái thanh trừng nữa thì anh ta hoàn toàn có thể thả diều cũng là lựa thế của mình dễ hơn. Và với cái chiêu trượt thì anh ta hoàn toàn có thể né làm choáng của Shinra. Nhưng việc mà chỉ cần làm choáng được một hit thôi từ Shinra thì có lẽ Lucien sẽ là lĩnh đủ. Chúng ta chờ xem. Chờ đây để họ quyết định xem là sẽ mua cho mình cái trang bị gì. Kèo đấu giữa SRM và Jinki, cặp đấu giữa hai vị tướng đó là Lucien và Shinra. Lucien 42. Rất thú vị. Trên đường về mất mạng cái đối phương giết là xong. Chưa mua gì cả. Thế là ăn được hai hit trụ rồi. Mất khoảng 9 máu. Nhưng mà vì một bên có hai người, máu nó sẽ ít hơn 200 à. Đúng, cái bên này là 1.400. Cái bên này có 1.200 thôi. Vậy là phá 1.200 là xong rồi. Vâng, và chúng ta đang thấy rằng là Jinki bắt đầu cho mình bằng Ring Dora 2 bình máu. Lucien lại bắt đầu một lần nữa, đó lại là lọ pha lê. Nhưng tận 42 phép cơ. Đánh nhau ngay đầu tiên rồi, trao đổi chiến thức đến từ vị trí của LM và Jinki. Nhưng LM đang có cho mình nhiều khả năng xuyên đơn hơn, nhiều khả năng hồi phục hơn. Bọc rất tốt, né chiêu thức tuyệt vời. Hỏng rồi, tình hình là Jinki đang sẽ bị tấp thế hơn sau pha đơn đổi chiến thức này đây. Bút nhanh hơn rất nhiều, Jinki chưa uống cho mình bình máu nào cả. Rất tốt, đây là mở bắn quá tốt. Bắn quá tốt, họ bút anh ta sẽ bút là 3 trước, lại một cái nội tại tiếp vào người. Rất khó chịu vào đầu. Bên phía Ojinki còn một bình máu rồi. Farm kiểu gì đây? Thôi tôi này mất một đống rồi. Cứ bút thế này thì chết. Ojinki cần phải có một lối thoát. 12 so với 5. Trượt lên bắn rất khó chịu. Em còn rất nhiều máu và mana. Trong khi đó Jinki đã phải uống hai bình máu luôn rồi. Bắn rất tốt. Trong trường hợp và farm chả thể farm mà trụ có thể phút thế này thì rất nguy hiểm. Jinu nửa máu. MM thì đang thấp mất một chút thôi, còn 1/5 máu gì đấy. Hơi khó thôi vì chỉ xin ra có thể pha làm trụ được. Cái việc mà LM đẩy mạnh push là một điều cực kỳ là có tính toán và chính xác. Trong khi LM còn cho mình đó là hai bình máu thì việc về xin ra đã uống hết cho mình máu rồi.
chúng ta xem là phép mộng xảy ra với cái Jinky khi bị ép quá thầy đáng hay không. Ép quá thầy đáng luôn, mất một con rồi, hai con dự kiến sẽ là ba con. 29 tranh với 18 cũng là rất lớn. Hai mươi chín tranh 18 bây giờ có lẽ con số hơn 30, 32-18. Rất khó cho Diu ở vị trí này. Chu mất sắp máu phết đấy, sắp được nửa rồi. Tình hình là quá khó khi mà M còn nhiều máu như thế này. Jinky không thể bỏ máu farm trả farm nổi. M tập trung vào boost rồi. Mình nhận thấy rằng khả năng lấy thằng trụ sinh ra rất tồi. Chỉ cần trụ sinh ra sử dụng kỹ năng xong là hoàn toàn là không thể farm lính được. Tranh bây giờ là 24-41. Màu màu rất tốt. Đây là 16 rồi. Sẽ về nhà. Ok. Trượt lên bắn đi leo level 6. Và đó là lý do vì sao mà LM trượt lên bắn, bởi vì anh ta level 6 rồi, trong khi đó Jinky chỉ level 5 mà thôi. Mở canh chừng luôn, họ sẽ phút sau đó sẽ đi về. Tranh lính bây giờ là 23 triệu lính liền. Cực kỳ dã man, trụ rất tấp máu. Cửa nào Jinky cũng đang bị tất thế bây giờ. Chỉ có thể chờ level 6 mà thôi. Jinky về nhà. Lên cho mình ring đồ ra. Toàn ring. Rơi khó cho anh ta bởi vì cái ôi quái đóng ở giữa. Quái cứ mất máu dần mòn mòn thôi. Check cái trang bị của VNM, đó là 3 kiếm, 3 máu, 3 pha lê, 4 mana. Đẩy không tốt chỗ nào. Bấu có mất bao nhiêu máu cả. Rất tiếc cho Jinky. Làm cho tấn công vị trí của chiếc cuối luôn vào rồi. 1-1 Jinky. LM Jinky. Và xử lý hoàn toàn tốt của Jinky. Nhưng cái tốc biến là cứu mạng của LM. Tốc biến nốt rồi. Không đổ ra tường. 1-1 Chiếc bắn được nốt rồi. Mình hiểu, pha đó là pha mà có lẽ LM định làm một điều gì đó nó ngang với việc mà bươi sát thương. Nhưng mà không thể, rõ ràng việc mà anh ta quay lại là không khả năng, nhưng mà đúng là có vẻ như cái pha vừa rồi nó chưa đốt sớm hơn thì mọc thêm một tay nữa thì có khi là ổn. Chúc mừng Jinky. Trận đấu đầu tiên. Quay Shinra Lucy.